Bất ngờ thanh niên vượt gần 2.000 km từ miền Tây ra tận Quảng Bình để gặp thầy Minh Tuệ, xin được đi bộ cùng thầy trọn đời. Vì đâu thanh niên này lại đưa ra quyết định lớn đến vậy thì mình mời tất cả quý cô chú anh chị cùng theo dõi hết video này để hiểu rõ nha. Đi theo đặng em tập tham nhẫn, đặng em chịu đựng, em biết khổ là gì chưa? Nhưng mà đó giờ em có đi bộ hành chưa? Chưa. Nếu mà chưa đi bộ hành thì em nhắm là cái khả năng mình có thể đi theo thầy nổi hay không? Không nổi em cũng phải cho nổi, tại vì em cái lòng em đã nguyện như vậy rồi. Giờ chỉ tại vì tu theo thầy á là một ngày mình chỉ có ăn một bữa thôi. Dạ. Là phải đi khắc thực hàng ngày, đó là đi bộ hành là dầm mưa giải nắng luôn. Đó. Dạ. Thì nhắm em có khả năng đi nổi hay không? Nổi. Rồi quê em trai ở đâu? Em Tiền Giang. Tiền Giang, rồi em đi lên đây bằng cái gì? Em đi xe Honda, em chạy từ hồi hôm bữa 20 tới nay. Nếu em đi xe Honda như vậy thì chừng nữa xe Honda em sẽ bỏ đâu? Xe Honda em dục em cho liệu ha. Tính sẽ hỏi thầy để đi theo ha. Dạ. Bây giờ thì em dạ, em... anh cho em hỏi với là anh từ đâu đến và em không phải là em theo làm đại tử của thầy mà là em theo pháp của Phật, em theo làm đại tử của Phật và em xin nguyện đi cùng với thầy làm đi theo làm đại tử. Anh có thể chia sẻ với mọi người đúng không ạ? Bởi vì là em cũng muốn nói với anh như thế này. Hiện tại thì thầy đang đi theo con đường tu học ấy, thì có rất nhiều người muốn đi theo thầy. Yeah. Nhưng một phần ấy thì có thể là một cái thông tin tốt, nhưng một phần lại là những cái thông tin xấu, nó làm ảnh hưởng đến quá trình tu học của thầy. Nên là khi tất cả mà anh em ấy mà đi theo thầy á thì cũng muốn được biết là anh, thứ nhất là anh ở đâu, rồi anh đã từng đi tu chưa. Em ở ấp 6 xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Vâng, và anh miền Tây anh. Anh biết thầy qua hình thức nào và để có thể là hôm nay anh đến đây để gặp thầy Minh Tuệ? Em biết thầy qua mấy cái clip anh thấy, em cũng coi thường. Mà lúc trước em coi em cũng chưa có thấy là mình chưa có đủ cái nghị lực á. Rồi xong rồi giờ em cảm thấy mình ở nhà mình chịu hết nổi rồi. Mình không phải là chịu hết nổi cái gì mà là cái lòng nó cứ thôi thúc. Rồi, mỗi lần coi thấy thầy đi dầm mưa như vậy cái lòng em cứ thôi thúc. Em mới suy nghĩ lại thầy mấy năm trước thầy sống ở trong rừng núi gì đó, em có coi mấy anh quay clip. Khi mà thầy sống ở trong rừng núi những đêm mà cô đơn lạnh giá thầy có một mình thôi. Mà sao thầy chịu nổi? Tính là cái cam nhẫn của thầy, là cái đạo của thầy học là đúng với cái pháp mà em muốn đi tìm. Em muốn đi tìm cái đạo của thầy. Vâng. Em muốn đi tìm sự thanh thản trong đêm phi 3 4 giờ phi hay gì đó mà thầy vẫn chịu đựng nổi. Đó là một nghị lực rất lớn mà không phải 1 2 ngày mà là 6 năm trời liên tục như vậy. Còn nói anh á, cái vật chất của anh á, bây giờ trước mắt thì anh gửi đi. Vật chất đâu còn quan trọng, anh buông luôn chứ gửi. Anh gửi đi, nếu mà đi không nổi mình lấy mình đi về. Không, em không có tính tới chuyện không nổi, em chỉ một khi đã phát tâm rồi chỉ có buông thôi chứ không có mà vụ nổi. Mấy anh em nói kêu cho mấy anh em là nói chơi thôi nha, đừng thiệt nha.